Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chi News và hãy cùng chúng mình cập nhật thông tin mới nhất của trong ngày nhé. Đờ ti nữ Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ tại vòng loại thứ ba Olympic Tokyo 2020. Đờ ti nữ Việt Nam kết thúc bảng A với ngôi nhì bảng. Giành 3 điểm từ chiến thắng 10 trước đội tuyển nữ Myanmar no Meta và thua 0-3 trước đội tuyển nữ Hàn Quốc. Huấn luyện viên Mai Đức Trung thừa nhận khoảng cách trình độ giữa hai đội còn lớn. Nên ông hài lòng với kết quả này. Đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam trong lượt đấu cuối cùng là đội tuyển nữ Hàn Quốc, đội có dàn cầu thủ rất đồng đều, chiều cao và kỹ thuật từng cá nhân rất tốt. Trước khi gặp đội tuyển nữ Việt Nam, họ đã thắng hủy diệt đội tuyển nữ Miananometa tới 7-0, đẳng cấp của họ đã được khẳng định ở đấu trường quốc tế từ rất lâu. Dù gặp đối thủ hơn chúng ta rất nhiều, nhưng huấn luyện viên Mai Đức Trung đã làm công tác tư tưởng cho toàn đội là thi đấu bình tĩnh và tuân thủ kỷ luật những phương án phòng ngự tấn công thì mọi chuyện sẽ không có gì đáng lo đúng như vậy sau tiếng còi khai cuộc đội tuyển nữ việt nam kiên trì áp dụng lối chơi phòng ngự phản công các cầu thủ nữ hàn quốc cho thấy trình độ vượt trội khi kiểm soát bóng gần như toàn bộ thời gian diễn ra trên sân các học trò của huấn luyện viên mai đức trung dù rất muốn phản công mỗi khi có bóng nhưng gặp khó khăn khi đối thủ áp sát rất nhanh ngay từ phần sân nhà những cầu thủ tấn công như vạn sự Tuyết Dung bị phong tỏa, nên không có nhiều lựa chọn trong các đợt tấn công, trong khi đó Hàn Quốc tỏ ra linh hoạt nhờ khả năng chạy chỗ thông minh của các cầu thủ. Một vài cơ hội nguy hiểm, đã, được tạo ra, nhưng thủ môn Kim Thanh, đã ngăn chặn những nỗ lực đó. Tuy vậy điều gì đến cũng phải đến. Phút thứ 23. Giang Seo Ji nhận bóng quay lưng với khung thành đội tuyển Việt Nam. Cô có pha xoay người đẳng cấp loại bỏ sự đeo bám của cầu thủ áo trắng trước khi lốp bóng mở tỷ số. Nhật Bản thua trước nhưng đội tuyển Việt Nam không rơi vào trạng thái hỗn loạn, vẫn kiên trì với lối đá rình rập, phản công nhanh nhằm tìm kiếm cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên thời gian còn lại của hiệp 1 các cô gái áo trắng không thể làm nên bất ngờ. Bước sang hiệp 2, Hàn Quốc vẫn là những người chủ động. Họ sớm cụ thể lợi thế đó bằng bàn nhân đôi cách biệt ở phút 53, cú sút xa tưởng như không có gì nguy hiểm của Chu Hyozo. Đã trở thành bàn thắng khi Kim Thanh bắt bóng hớ anh. Trước khi hết giờ. Hàn Quốc ghi thêm một bàn nữa trong một tình huống đánh trung lộ, người lập công là tiền vệ Soyun, trận đấu khép lại với chiến thắng 3, không cho Hàn Quốc. Với kết quả này, Hàn Quốc đứng đầu bảng A, Việt Nam xếp nhì bảng, và, sẽ cùng đội chủ nhà tiến, vào vòng playoff. Đội tuyển nữ Việt Nam kết thúc chiến dịch vòng loại thứ ba Olympic Tokyo 2020 môn bóng đá nữ, kết quả này không ảnh hưởng tới tấm vé đi tiếp của toàn đội, đã chắc xuất từ lượt đấu trước, dù thua, nhưng huấn luyện viên Mai Đức Trung hoàn toàn hài lòng về, màn trình diễn của các học trò. Toàn đội ra sân ngày hôm nay với 3 mục tiêu chính. Để thua ít nhất có thể, không cầu thủ nào bị chấn thương, và bị phạt thẻ, vàng, tôi hài lòng với sự thể hiện của các cầu thủ trẻ. Sau thành công ở SEA Games 30, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công cuộc trẻ hóa đội hình, nhiều cầu thủ lớn tuổi giải nghệ nhường chỗ cho các cầu thủ trẻ mới 19, 20 tuổi, với nhiều cầu thủ. Vòng loại Olympic Tokyo 2020 mới là lần đầu tiên họ được ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia. Huấn luyện viên Mai Đức Trung thể hiện sự hài lòng với những tài năng trẻ này. Một số cầu thủ trẻ mới 19 tuổi. Đây là lần đầu tiên họ chơi bóng với một đối thủ mạnh ở giải đấu lớn như vậy. Tôi muốn thấy họ tiến bộ, hòa nhập với các cầu thủ lớn. Thực tế đã cho thấy họ làm rất tốt. Dẫu sao, 3 không là một trận thua đậm nhưng lại là tỷ số tốt nhất của đội trong 5 năm qua. Huấn luyện viên Mai Đức Trung thừa nhận khoảng cách còn rất xa giữa đội tuyển Việt Nam với nhóm đầu trong khu, vực châu Á. Chúng ta chưa đạt được đẳng cấp như Hàn Quốc. Những đội thua 1, 2 thậm chí 3 quả, thì đều, sẽ vỡ trận. Nhưng ban huấn luyện đã đốc thúc cầu thủ đảm bảo tinh thần thi đấu, để giữ, được cự ly đội hình. Điều đó rất đáng khen. Kết thúc bảng A với vị trí nhì bảng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đội Nhất bảng B nhiều khả năng là Trung Quốc hoặc Australia. Hiện tại sau hai lượt trận, đội đang tạm dẫn đầu bảng B là đội tuyển nữ Australia với 3 điểm, cùng có 3 điểm nhưng ít hơn về hiệu số là đội tuyển nữ Trung Quốc. Đờ ti nữ Thái Lan chắc chắn dừng bước với hai trận thua liên tiếp. Trong khi đó, đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa giành 3 điểm trước đội tuyển nữ Thái Lan. Nhưng cơ hội của họ không cao khi phải đối đầu với đội tuyển nữ Trung Quốc ở lượt trận cuối. Nhìn vào diễn biến của bảng đấu này. Đội chủ nhà Australia và đội tuyển nữ Trung Quốc là hai ứng cử viên hàng đầu cho ngôi đầu bảng B. Hai đội bóng này sẽ phân định ngôi đầu bảng ở trận đối đầu trực tiếp vào ngày 13 tháng 2 tới. Cuộc so tài này đáng lý diễn ra ở lượt trận đầu tiên. Vào ngày 3 tháng 2 xong bị hoãn lại do phải cách ly sau khi tới Australia. Vì dịch bệnh do chủng mới của virus corona hiện đang hoành hành ở đất nước tỷ dân. Cả Australia số 7 thế giới và Trung Quốc số 15 thế giới đều được đánh giá cao hơn so với đội tuyển nữ Việt Nam trong trường hợp đội tuyển nữ Việt Nam gặp đội tuyển nữ Trung Quốc ở vòng playoff. Địa điểm tổ, trước trận đấu lượt đi trên sân nhà của đội nhất bảng B. Vào ngày 6 tháng 3 nhiều khả năng, sẽ được Liên đoàn bóng đá châu Á cân nhắc do nghi ngại về tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc. Lượt đấu playoff sẽ được chia thành hai trận lượt đi và lượt về diễn ra lần lượt vào 6 phần 3 và 11 phần 3. Hai đội giành chiến thắng sẽ giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020 môn bóng đá nữ. Nhiều bạn nói tôi đọc không chuẩn đó là do tôi mới học lớp 1 ạ. À.